Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối thứ hai ngày 7 tháng 10 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, vào chiều nay theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được cử hành trọng thể tại Điện Invalides. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Pháp trong 22 năm qua, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hướng tới việc nâng cấp quan hệ hai nước. Qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố. Hiện Pháp đang là một trong những đối tác châu Âu hàng đầu của Việt Nam về du lịch, thương mại, đầu tư, viện trợ ODA. Pháp cũng là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam, kim ngạch thương mại năm 2022 đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ. Tính đến năm ngoái, Pháp đứng thứ 3 trong các nước châu Âu và đứng thứ 16 trong 114 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hàng năm, chính phủ Pháp dành 80 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập nhằm giúp Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Pháp tăng khoảng 40% trong vòng 10 năm qua và hiện có trên 10.000 sinh viên. Đây cũng là nơi có lượng du học sinh Việt Nam lớn thứ 3 trên thế giới. Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao của Pháp trao đổi các định hướng hợp tác và các giải pháp để làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, tương xứng với tiềm năng và vị thế của cả hai nước ở khu vực và trên thế giới. Nhất là việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hợp tác địa phương, tăng cường hoạt động đối ngoại đảng, nhất là đối với Đảng Cộng sản Pháp, tăng cường ngoại giao nhân dân, qua đó thúc đẩy chính phủ Pháp tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp sinh sống, học tập và làm việc ổn định ở nước sở tại. Bên cạnh đó, hàng năm, chính phủ Pháp dành khoảng 5 triệu euro hỗ trợ hoạt động của các trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng. Pháp đứng thứ 7 trong các nước vùng lãnh thổ có đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực du lịch tại Việt Nam với 14 dự án tổng trị giá 188 triệu đô la Mỹ. Việt Nam xác định Pháp là thị trường khách trọng điểm. Vào chiều nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pháp Jean Pugon Pivier. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Yagen Pogon Pive tái đắc cử vị trí Chủ tịch Quốc hội và chuyển lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chúc mừng Pháp đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao Pháp ngữ với nhiều kết quả thiết thực, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế trong cộng đồng Pháp ngữ. Đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ và nghị viện, nhằm tạo động lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Yagen Pogon Pive đánh giá cao chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm để các nhà lãnh đạo hai bên cùng đưa ra các định hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, nhất trí đưa khuôn khổ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới, thúc đẩy tăng cường hợp tác và trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan lập pháp, đồng thời phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam để đảm bảo sinh kế cho nhiều ngư dân Việt Nam và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Pháp. Chủ tịch Quốc hội Pháp cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính sách trong quá trình triển khai đối tác chuyển đổi năng lượng. Hai bên đánh giá hợp tác giữa các địa phương là lĩnh vực tiêu biểu và nét đặc trưng trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, đặc biệt việc Việt Nam đã tổ chức rất thành công hội nghị hợp tác giữa các địa phương lần thứ 12 tại Hà Nội. Về vấn đề khu vực, hai bên nhấn mạnh việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, an ninh, hòa bình và thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thành viên sáng lập và đã dày công vun đắp cùng các thế hệ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Pháp qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục hợp tác tích cực hiệu quả, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, địa phương, tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hợp tác giữa báo Nhân dân và báo Nhân đạo, tổ chức tốt hội thảo lý luận lần thứ tư giữa hai đảng và chuyến thăm của Bí thư Toàn quốc tới Việt Nam. Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng giúp tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng, đồng thời tạo ra dấu ấn và bước phát triển mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Roussel chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu và kết quả tích cực hơn nữa dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Fabien Roussel khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn trân trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ góp phần tích cực tăng cường quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước, trong đó có thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, trên kênh quốc hội và hợp tác địa phương. Tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp Việt Nam Nguyễn Hải Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi chân tình tới tất cả những người bạn Pháp lâu năm, luôn gắn bó và dành nhiều tình cảm, sự ủng hộ cho Việt Nam, đánh giá cao vai trò tích cực của Hội trong việc tăng cường giao lưu, kết nối giữa nhân dân hai nước, triển khai nhiều dự án thiết thực tại các tỉnh thành Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, nhà nước luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Hữu nghị Pháp Việt Nam hoạt động có hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội Hữu nghị Pháp Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và các hội đoàn yêu nước tại Pháp để tiếp tục các hoạt động đoàn kết ủng hộ Việt Nam, cùng với đó là tiếp tục vận động các tổ chức nhân dân, thế hệ trẻ hai nước quan tâm, ủng hộ và tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân Việt Nam-Pháp. Thời gian qua, Hội có nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, hợp tác hỗ trợ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế. Mới đây, Hội huy động các nhà hảo tâm Pháp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Vừa qua, được tin cơn bão Helene đổ bộ vào miền Đông Nam Hoa Kỳ, gây ra thương vong lớn và mất mát tài sản của người dân, phá hủy nhiều cơ sở trọng yếu của Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Thưa quý vị, vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với 63 địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 về tình hình kinh tế xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm. Các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 9, quý 3 và 9 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi tích cực. Tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước và tốt hơn cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng quý 3 tăng 7,4%, tính chung 9 tháng tăng 6,82%, cao hơn so với kịch bản đã đề ra. Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng tốt. Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4%, nhập khẩu tăng 17,3%, xuất siêu ước đạt gần 21 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 85% dự toán năm, tăng gần 18% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn giảm hơn 116.000 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng gần 7%, thu hút FDI 9 tháng đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6%, đặc biệt vốn FDI thực hiện đạt 17,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9%, cao nhất 5 năm qua. Thu nhập bình quân của lao động 9 tháng đạt 7,6 triệu đồng một tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao kết quả và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố, cho thấy là các tầng lớp nhân dân của thành phố rất phấn khởi trước sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, phản ứng chính sách kịp thời của chính phủ trong việc khắc phục bão lũ, nhất là cơn bão số 3, cũng như là giải quyết các tồn động lâu năm, đồng thời là kiến tạo các vấn đề cho tương lai, từ cái xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững cho đến các chiến lược phát triển về hạ tầng giao thông. Các công việc từ nay đến cuối năm, thành phố Hải Phòng xin hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo. Và GDP của thành phố thì phấn đấu sẽ đạt khoảng 11%. Và thành phố Hải Phòng sẽ quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công. Hiện nay chúng tôi đang tập trung cao độ cái đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm, hoàn thành 3.000 km đường cao tốc.
làm 3 ca 4 kíp xuyên ngày xuyên đêm để hoàn thành 77 km đường cao tốc từ Tuyên Quang đi Hà Giang, hoàn thành vào 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng trên 7% và tăng trưởng quý 4 từ 7,5 đến 8%. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương đóng góp vào thành tựu chung của cả nước trong 9 tháng đầu năm, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp hơn 51% vào tổng thu ngân sách nhà nước, nhiều tỉnh thành tăng trưởng trên 10%, đồng thời biểu dương các địa phương đã nỗ lực vượt khó, khắc phục hậu quả bão lũ. Thủ tướng nhấn mạnh 3 nguyên nhân chính của những kết quả đạt được. Cái thứ nhất là chính phủ rồi các địa phương là chấp hành nghiêm cái nghị quyết kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Quốc hội và chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hiện nay. Cái nguyên nhân thứ hai là có sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự lãnh đạo của cấp ủy, rồi sự vào cuộc của chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ của người dân doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Cái thứ ba là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở Trung ương với địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý, liên quan đến thủ tục, liên quan đến quy trình thì được cải thiện nhiều hơn, rồi thủ tục hành chính được cắt giảm tốt hơn, rồi quyết liệt trong cái việc xóa cái cơ chế xin cho, rồi tích cực trong cái phòng chống tham nhũng tiêu cực, rồi tăng cường cái kỷ luật kỷ cương hành chính. Bên cạnh kết quả là cơ bản, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và thách thức, trong đó bão số 3 gây thiệt hại lớn, hậu quả COVID-19 vẫn còn, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn cùng kỳ, tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số bài học kinh nghiệm quý như phải nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, không để bị động bất ngờ, phân công công việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện và đã thực hiện là phải có sản phẩm cụ thể. Thủ tướng đề nghị tăng cường phân cấp phân quyền mạnh mẽ theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 10 là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 12 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với các bộ ngành địa phương. Trước hết, tập trung thực hiện nghị quyết 143 của Chính phủ về phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, khai thác hiệu quả dư địa chính sách tài khoá. Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu đề xuất việc phát hành thêm 100.000 tỷ đồng đầu tư cho các công trình hạ tầng chiến lược quốc gia. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng cấp thiết. Thứ nhất là ưu tiên cho tăng trưởng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới. Thứ hai, dứt khoát không để thiếu lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu, nước sạch, thuốc, vật tư y tế, các vật tư đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị kỹ các luật, nghị quyết trình Quốc hội theo hướng tăng cường phân cấp phân quyền, giảm thủ tục hành chính, vừa quản lý được, vừa kiến tạo phát triển, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Thứ tư, hoàn thành hỗ trợ nhà ở với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, triển khai hiệu quả gói tín dụng 140.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội và phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thứ năm, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội, giao lưu với sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội với chủ đề Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh, tầm nhìn cho thế hệ trẻ. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trở lại thăm Việt Nam. Chuyến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội của giáo sư nhằm động viên, khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm vượt khó của sinh viên, thanh niên Việt Nam. Phát biểu tại buổi giao lưu, giáo sư Klaus Schwab chia sẻ về khái niệm kỷ nguyên thông minh, nhấn mạnh đây không phải là một khái niệm trừu tượng.
đó là một thực tế mà những người trẻ của Việt Nam và thế giới sẽ sống, học tập và làm việc trong đó. Theo giáo sư, lợi thế thực sự của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào xây dựng được nền kinh tế tri thức, không chỉ bao gồm các kỹ năng, năng lực chuyên môn, mà còn gồm cả môi trường, xã hội và lợi thế địa chính trị. Nhất trí với giáo sư Klaus Schwab về cách tiếp cận bao trùm, toàn diện, phản ánh xu hướng phát triển của thời đại mới khi đề cập về kỷ nguyên thông minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quan điểm kỷ nguyên thông minh phải là kỷ nguyên phát triển vì con người, phục vụ con người và lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể. Về định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh, Thủ tướng nêu rõ, trước hết chúng ta phải bản lĩnh, tự tin bước vào kỷ nguyên thông minh với truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng hơn 4.000 năm. Phải có khát vọng vươn lên, phải hoàn thiện thể chế, có nguồn nhân lực chất lượng cao, có hạ tầng để phát triển thông minh như hạ tầng số, điện, sóng viễn thông. Đồng thời phải chuyển giao công nghệ, phải có quản trị thông minh để tạo ra xung lực, động lực mới. Thủ tướng cho rằng một trong những nguồn lực quan trọng để bước vào kỷ nguyên thông minh chính là tư duy, trí tuệ, sự thông minh của con người và các cơ chế chính sách. Về tầm nhìn trong kỷ nguyên phát triển mới, Thủ tướng nêu rõ thế hệ trẻ Việt Nam sẽ là chủ nhân của kỷ nguyên thông minh, là động lực cho sự vươn mình của dân tộc. Vì vậy, thế hệ trẻ phải tiên phong làm mới các động lực tăng trưởng cũ, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới, các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chia sẻ, kinh tế tri thức, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và phải lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thúc đẩy thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, tham gia phát triển, ứng dụng công nghệ hiệu quả. Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và giáo sư Klaus Schwab đã trả lời nhiều câu hỏi của các bạn sinh viên liên quan đến xu hướng phát triển kinh tế và công nghệ của thế giới, những lĩnh vực Việt Nam cần tập trung đầu tư, phát triển, kế hoạch của Việt Nam trong hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn thế giới để phát triển khoa học công nghệ. Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ tập trung phát triển công nghệ phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển của đất nước và xu thế của thời đại, có thể phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của con người Việt Nam. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các bạn thanh niên, sinh viên luôn tự tin, bản lĩnh vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, luôn có hoài bão, ước mơ, khát vọng phát triển cùng dân tộc, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tốt nhất những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của chính bản thân mình, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trước đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, bày tỏ ấn tượng trước sự năng động, mau chóng bắt kịp xu thế công nghệ thông minh của thế hệ trẻ Việt Nam, cho rằng đây là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn Việt Nam cần tiếp tục phát huy để đạt được các mục tiêu phát triển chiến lược. Giáo sư Klaus Schwab đánh giá cao kết quả điều hành của chính phủ Việt Nam, nhất là tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong những năm vừa qua, dù tình hình thế giới gặp nhiều khó khăn, khẳng định với triển vọng cùng những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật, Việt Nam có khả năng trở thành nền kinh tế 2.000 tỷ đô vào năm 2050. Thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn sâu rộng chiến lược của giáo sư Schwab khi sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào năm 1971. Qua hơn 50 năm, diễn đàn đã khẳng định vai trò uy tín hàng đầu trên thế giới, luôn đi đầu đề xuất những giải pháp tương lai. Thủ tướng và giáo sư Klaus Schwab bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam-WEF ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Việc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành, tham gia vào mạng lưới 19 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 của WEF trên toàn cầu và thứ hai tại Đông Nam Á, đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hai bên. Thủ tướng đề nghị đưa trung tâm trở thành một trong những hình mẫu trong mạng lưới WEF, động lực thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Giáo sư Klaus Schwab cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng đối với trung tâm, đặc biệt ấn tượng với 20 chữ Thủ tướng dành tặng trung tâm: tiên phong, hợp tác, kết nối, số hóa, xanh hóa, thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, vì nước, vì dân. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị giáo sư Klaus Schwab và Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiếp tục hỗ trợ kết nối Việt Nam với các tập đoàn, quỹ đầu tư toàn cầu, hỗ trợ thu hút đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trước
Trước đó, tiếp giáo sư Klaus Schwab, đồng chí Trần Lưu Quang, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Việt Nam đã có những chuẩn bị về chủ trương, chính sách, có cách tiếp cận mới và tư duy mới để tận dụng các xu thế và chuyển đổi trên thế giới. Tuy nhiên, trong thực hiện các chủ trương chính sách này một cách hiệu quả vẫn còn nhiều vướng mắc. Đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của giáo sư cũng như của Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong hoàn thiện các chính sách. Tin chúng tôi vừa thực hiện. Cách đây ít phút, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Điện Élysée. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống Emmanuel Macron, các nhà lãnh đạo cấp cao và những người bạn Pháp đã dành cho Tổng bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu Việt Nam, bày tỏ vui mừng đến thăm Pháp trên cương vị Tổng bí thư Chủ tịch nước. Và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam đến Pháp sau 22 năm. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Pháp vừa tổ chức thành công các sự kiện quốc tế lớn là Thế vận hội Olympic Paris 2024 và Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định là thành viên tích cực và có trách nhiệm Việt Nam chia sẻ và ủng hộ những nội dung trong tuyên bố chung của hội nghị với các giá trị về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh Pháp luôn có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, có vai trò và vị thế trong cộng đồng Pháp ngữ và trên thế giới. Trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam-Pháp, cũng như để phù hợp với bối cảnh mới hiện nay của quốc tế và khu vực, hơn lúc nào hết, quan hệ Việt Nam-Pháp cần được nâng cấp lên tầm cao mới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng vốn quý là hơn 300.000 người gốc Việt và người Việt Nam đang sinh sống tại Pháp, quan hệ Việt Nam-Pháp sẽ ngày càng phát triển, Pháp sẽ tham gia tích cực, sâu rộng hơn vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Ở thời điểm này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa kết thúc họp báo và đang tiến hành hội đàm. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 38. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp dự kiến diễn ra trong 5 ngày, xem xét quyết định 21 nội dung. Riêng dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, do các cơ quan chưa chuẩn bị kịp hồ sơ, nên chưa bố trí trong chương trình phiên họp. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là giai đoạn nước rút để hoàn tất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu, gửi tới đại biểu đúng hạn. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần điều chỉnh theo hướng giám sát phải trúng, đúng, trọng tâm những vấn đề được quan tâm. Giám sát làm cho cái đối tượng được giám sát làm sao người ta tâm phục, khẩu phục. Người ta thấy đoàn giám sát đến là người ta mừng, người ta vui vì chính cái đoàn giám sát này chỉ ra những cái mạnh, những cái hạn chế và cái giải pháp để mà thực hiện trong thời gian tới. Một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục đổi mới hình thức giám sát. Khóa 15 chúng ta có cái giám sát mới là giám sát ngay trong quá trình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Giống như kiểm toán đấy, trước đây ta cứ làm xong ta mới kiểm toán, bây giờ kiểm toán ngay từ khâu 1. Thế rồi là ngoài cái giám sát chương trình thường kỳ thì có những cái giám sát đột xuất. Một trong những nguyên tắc giám sát đề cao là không giám sát chủng. Giám sát nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng giám sát. Cho ý kiến vào các báo cáo về giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong giải quyết các khó khăn, nút thắt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Lưu ý Bộ Y tế cần quyết liệt chỉ đạo việc mua sắm đủ trang thiết bị, vật tư y tế, khắc phục tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các ý kiến nêu rõ tình hình công dân khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so với cùng kỳ, nhưng không thể chủ quan. Đề nghị cần có giải pháp đối với các vấn đề như đảm bảo an toàn cháy nổ, hạn chế xảy ra các vụ xâm hại trẻ em và ngăn chặn hiệu quả tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Cùng ngày, cho ý kiến về dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị các cơ quan trình thẩm tra tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, đảm bảo nguyên tắc nhà nước là chủ sở hữu đầu tư vốn nhưng không can thiệp hành chính cũng như hoạt động kinh doanh, quản trị của doanh nghiệp.
Sáng nay phát biểu tại hội thảo quốc gia tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng thủ đô Hà Nội, văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhận định, qua 100 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra các luận cứ, cơ sở đánh giá những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong nhiều năm qua, góp phần đề xuất giải pháp định hướng phát triển thành phố theo mục tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Hà Nội phải là hình mẫu của cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, tiên phong trong phát huy nguồn lực trí tuệ con người. Hôm nay gặp mặt đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự Đại hội Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao nghị lực vươn lên trong cuộc sống của các đại biểu, từ đó góp phần truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ, vượt lên khó khăn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đồng chí cũng đề nghị Trung ương Đoàn phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách để hỗ trợ tốt nhất cho thanh niên khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Vào chiều nay gặp mặt đoàn đại biểu nữ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tiêu biểu các cấp toàn quốc năm 2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện ngày càng tốt hơn, thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, không ngừng thay đổi về tư duy, cách nghĩ và cách làm để đáp ứng yêu cầu sự phát triển nhanh chóng của xã hội, để hội là ngôi nhà chung tập hợp và hỗ trợ phụ nữ phát triển. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang yêu cầu địa phương đơn vị thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu là để không phải trả vốn, đội vốn gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Hiện nhiều địa phương trong đó có vùng đồng bằng sông Cửu Long đang chạy nước rút để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vào các tháng cuối năm. Nút giao cuối của đường Vành Đai 3 đi qua Long An có vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng. Nguồn vốn này được giải ngân khá thuận lợi. Nhờ tỉnh giải phóng mặt bằng nhanh, thi công dự án luôn vượt tiến độ. Giờ này thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Long An thì hiện nay chúng tôi đã giải ngân được trên 80%. Và hiện giờ tôi đang xin vốn trung ương để bổ sung thêm 150 tỷ để từ đây cuối năm đến tôi giải ngân nốt nữa. Hiện Long An là tỉnh dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công với hơn 80%. Để đạt tỷ lệ cao như vậy, các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp. Đẩy nhanh công tác là giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho dự án trong tháng 9 này. Để từ đó để tạo điều kiện về mặt bằng cho nhà thầu để nhanh cái tiến độ thi công. Năm 2024, vốn đầu tư công tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực giao thông. Để các dự án thi công nhanh thì đảm bảo nguồn cát san lấp là việc mà các địa phương đặc biệt quan tâm. À, điển hình tại tỉnh An Giang, hiện địa phương này đang có tới 10 mỏ cát được cấp phép khai thác với trữ lượng là hơn 18 triệu mét khối. Hiện mọi hoạt động khai thác đang được chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ cũng như đủ trữ lượng. Hiện nay chúng tôi có 3 sán cạp và 40 cái xà lan vận chuyển cát từ đây về công trường, đảm bảo cái khối lượng từ một ngày từ 5 đến 6.000 mét khối. Thời gian qua, chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo, đặc biệt ban hành nhiều cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai nhanh, hoàn thành sớm và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả. Việt Nam là một trong những điểm đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nhất là dòng vốn chất lượng cao, khi ngày càng nhiều các tên tuổi về công nghệ như là Nvidia, Google, Meta rất quan tâm đến Việt Nam. Các nhà đầu tư lớn nước ngoài nhìn nhận Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư sản xuất, mà còn giúp họ hiện thực hóa chiến lược nghiên cứu và phát triển những lĩnh vực mới. Meta dự kiến sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm và hàng triệu đô la Mỹ cho Việt Nam nhờ vào việc sản xuất kính thực tế ảo. Đây là một trong những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới thông qua sự kết nối và đầu mối trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Chúng tôi đã quyết định sẽ sản xuất kính thực tế ảo tại Việt Nam. Hoạt động này sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm mới, giúp Việt Nam ở vị trí trung tâm của bản đồ thế giới về các sản phẩm và công nghệ vũ trụ ảo Metaverse. Theo báo cáo về tác động kinh tế Đông Nam Á của Google, với cộng đồng khởi nghiệp năng động, tỷ lệ người trẻ am hiểu công nghệ chiếm đến 20% dân số và các chính sách khuyến khích của chính phủ, Việt Nam có vị thế tốt để tận dụng cơ hội từ AI. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa cơ hội này, phải có sự chuẩn bị kỹ càng về nguồn nhân lực để đồng hành lâu dài với các nhà đầu tư. Chúng tôi chú trọng kết hợp với các nhà trường để lấy nguồn nhân lực. Với các lĩnh vực đổi mới sáng tạo thì nhân lực là yếu tố sống còn.
Vì thế mấu chốt là làm sao thúc đẩy nhanh kỹ năng thực hành, kiểm thử của các kỹ sư trẻ, chuyên môn sâu, điện tử, bán dẫn. Ngoài việc chuẩn bị nguồn nhân lực, theo báo cáo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO, trong 14 năm liền, Việt Nam luôn có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy hiệu quả của chuyển các nguồn lực đầu vào như thể chế, cơ sở hạ tầng thành kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo. Chúng tôi biết rằng Việt Nam rất coi trọng sự đổi mới sáng tạo, đề cao giá trị của tài sản trí tuệ. Việt Nam đang sử dụng hiệu quả các công cụ để đo lường, đánh giá và khuyến khích đổi mới. Và càng đổi mới sáng tạo, Việt Nam càng thu hút thêm được dòng vốn đầu tư chất lượng cao đến với mình. 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trên 200 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 20 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo đang hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại Việt Nam. Đây cũng chính là nguồn lực đối ứng của Việt Nam cùng với nhà đầu tư nước ngoài để hai bên cùng thắng trong kỷ nguyên số. Từ ngày mai đến thứ Sáu thì tại thủ đô Viêng Chăn của Lào sẽ diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đây là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm. Với tâm thế sẵn sàng đóng góp và nỗ lực hết mình cho thành công chung, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ tham dự các hội nghị, truyền tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của Hiệp hội. Với chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 và các hội nghị liên quan là cơ hội để các nhà lãnh đạo tập trung trao đổi các vấn đề chiến lược của ASEAN, thúc đẩy hợp tác sâu rộng, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức. Sự nổi lên gay gắt của nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan là bài toán mà tất cả các nước cần chung tay tìm lời giải. Chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị để truyền tải những cái thông điệp quan trọng và những cái đóng góp của Việt Nam để mà định hướng cho cái hợp tác của ASEAN, định hình cái tương lai của ASEAN và định vị cái vị trí của ASEAN trong tổng thể cái cấu trúc của an ninh của khu vực cũng như là trên phạm vi toàn cầu. Gần 3 thập kỷ tham gia ASEAN, trên tinh thần chủ động thực thi, tham gia thực chất và đóng góp thực tâm, Việt Nam đóng vai trò là hạt nhân kết nối, cân bằng quan hệ trong ASEAN, chủ động thúc đẩy định hướng hợp tác về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, nâng cao hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN, hướng tới định hình tương lai ASEAN giai đoạn sau 2025. Trước hết là bản thân Việt Nam luôn luôn nỗ lực cải cách cho chính mình đã. Những điểm thứ hai là Việt Nam có nhiều cái sáng kiến mà thúc đẩy thiết thực vào cái nỗ lực cái đóng góp của Đông Nam Á. Và điểm thứ ba tôi cho là điểm sáng nhất xuất hiện trong thời gian gần đây là những tầm nhìn chiến lược cũng như là cái ý thức trách nhiệm với thế giới. Tôi nghĩ Việt Nam có đóng góp lớn cho ASEAN về tăng trưởng kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhưng có một lĩnh vực khác mà Việt Nam có thể đóng góp là công nghệ. Chỉ số sẵn sàng công nghệ của Việt Nam cũng khá cao so với các nước ASEAN. Bên cạnh đó, Việt Nam có thể đóng vai trò về kết nối, thiết lập các tiêu chuẩn để cải thiện hiệu quả kinh doanh, thu hút đầu tư vào khu vực. Trên tinh thần đối thoại, xây dựng, thiện chí, Việt Nam đã phát huy thành công vai trò dung hòa khác biệt, hài hòa quan tâm để thúc đẩy đoàn kết, củng cố đồng thuận trong ASEAN nhằm hướng tới một cộng đồng ASEAN kết nối hơn và tự cường hơn. Hôm nay ngày 7 tháng 10 đánh dấu tròn một năm ngày xảy ra cuộc tấn công của lực lượng Hamas và Israel dẫn đến xung đột bùng phát ở Gaza. Cuộc tấn công của Hamas và Israel đã châm ngòi cho một năm chiến tranh ở Gaza, đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực. Trong khi đó, thì các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin vẫn chưa đạt được kết quả. Thủ tướng Israel Netanyahu ngày hôm qua đã gặp chỉ huy phía Bắc của quân đội Israel để đánh giá tình hình an ninh cũng như các mục tiêu tiếp theo của quân đội nước này. Sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, quân đội Israel đã tấn công trả đũa nhằm vào dải Gaza. Một năm trước, chúng tôi đã hứng chịu một đòn tấn công khủng khiếp. Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn thực tế. Về phần mình, lực lượng Hamas đánh giá sự kiện ngày 7 tháng 10 là một dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng cự của họ. Sự kiện ngày 7 tháng 10 là phản ứng tự nhiên trước những đau khổ tích tụ nhiều năm, phản ứng trước sự chiếm đóng, định cư và xâm lược. Trong các cuộc diễu hành diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, có người muốn bày tỏ sự đoàn kết đối với người Palestine, có người lại thể hiện sự ủng hộ với người Israel, hay có người kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh. Cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã làm 1.200 người thiệt mạng, khoảng 250 người bị bắt giữ làm con tin.
Chiến dịch quân sự trả đũa sau đó của Israel đã làm gần 42.000 người thiệt mạng ở Gaza, khoảng 2/3 cơ sở hạ tầng bị phá hủy, thiệt hại ước tính 18,5 tỷ đô la Mỹ. 1,9 triệu người dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa. Mùa giải Nobel 2024 đã bắt đầu. Chiều tối nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Y sinh năm 2024. Giải thưởng năm nay thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Rabkin với công trình khám phá ra RNA siêu nhỏ, một nguyên lý cơ bản chi phối hoạt động điều hòa gen. Hội đồng Nobel ca ngợi đây là một trong những khám phá mang tính đột phá, tiết lộ một khía cạnh hoàn toàn mới đối với quá trình điều hòa gen. Năm ngoái, giải thưởng này đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ Katalin Karoko và Drew Weissman vì công trình nghiên cứu về vaccine mRNA, một công cụ quan trọng trong việc hạn chế sự lây nhiễm của COVID-19. Giải thưởng có phần thưởng tiền mặt trị giá là 1 triệu đô la Mỹ, gần 25 tỷ đồng. Chiều nay, Bệnh viện Trung ương Huế thông báo vừa điều trị thành công 2 ca ghép tủy đồng loại đầu tiên trên bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loại lần đầu tiên được thực hiện thành công tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và là đơn vị thứ 2 trên cả nước áp dụng kỹ thuật cao cấp này. Ca ghép tủy đầu tiên là cháu bé 42 tháng tuổi. Sau khi thực hiện các xét nghiệm thì cháu được xác nhận phù hợp hoàn toàn với chị gái ruột. Ca ghép tủy thứ hai là cháu bé 8 tuổi, cháu cũng phù hợp hoàn toàn với chị ruột và được tiến hành ghép tủy đồng loại. Quá trình ghép tủy diễn ra thành công, nhanh chóng hồi phục. Ghép tủy đồng loại được xem là phương pháp điều trị tối ưu, mang lại cơ hội phục hồi hoàn toàn cho trẻ, giúp trẻ có thể sống khỏe mạnh mà không cần truyền máu. Đây là một bước tiến vượt bậc trong việc áp dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loại, đánh dấu thành công quan trọng trong việc điều trị bệnh lý này, mở ra nhiều cơ hội mới cho các bệnh nhi mắc bệnh di truyền và hiểm nghèo. Tin chúng tôi vừa thực hiện. Như chúng tôi đã đưa tin, tối nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì họp báo trước hội đàm. Và sau đây là thông tin về cuộc họp báo do phóng viên vừa gửi về. Pháp luôn luôn có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và có một cái vai trò và vị thế trong cộng đồng Pháp ngữ và trên thế giới. Trước những cái sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam và Pháp, cũng như để phù hợp với cái bối cảnh mới hiện nay của quốc tế và khu vực. Hơn lúc nào hết, chúng tôi thấy là quan hệ Việt Nam và Pháp cần phải được nâng cao lên một cái tầm cao mới. Ngạn ngữ Pháp thì có câu là khi muốn ta có thể, mà đã có thể thì ta cần phải làm. Với ý chí và quyết tâm nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực, tôi mong muốn cái cuộc hội đàm sắp tới giữa tôi với Ngài Tổng thống, chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về những cái định hướng và giải pháp chiến lược trên 5 nhóm các cái lĩnh vực nhằm nâng cấp cái quan hệ Việt Nam-Pháp lên một cái mức độ quan hệ mới. Thứ nhất là làm sâu sắc hơn cái hợp tác chính trị trên cả bình diện song phương và đa phương trước những cái thách thức quốc tế mới. Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Pháp để xây dựng một kỷ nguyên mới cho quan hệ song phương, tăng cường trao đổi tiếp xúc trên tất cả các cấp, các kênh của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng các cái cơ chế hợp tác song phương. Thứ hai là gia tăng cái tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua việc tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh. Thứ ba là tăng cường quan hệ đối tác kinh tế nhằm phát triển và trao đổi thương mại và đổi mới sáng tạo. Thứ tư là tăng cường hợp tác vì phát triển bền vững và tự cường, hướng tới sự cân bằng phát triển giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Thứ năm là tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, nền tảng trong quan hệ song phương có phần tăng cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Có thể nói trong tương lai, chúng ta đang cùng nhau xây dựng kế hoạch hợp tác và thậm chí đó là tham vọng lớn về một sự ổn định, giàu có. Tôi khẳng định Pháp rất ủng hộ Việt Nam trong các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và có thể nói Việt Nam đang là hình mẫu về chuyển đổi năng lượng. Thành tựu kinh tế của Việt Nam thời gian qua đã cho phép chúng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về hàng không, vận tải, quốc phòng, cùng với đó là giáo dục, đào tạo, bảo tồn các công trình văn hóa. Energie est au cœur d'une relation de confiance.
hiện tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang diễn ra. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.